Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2020, chỉ có luật sư Ngô Anh Tuấn thuộc công ty luật ATN được cơ quan an ninh cảnh sát điều tra chấp thuận là luật sư bào chữa trong Lê Đình Quang, một trong những người dân Đồng Tâm bị công an bắt giữ khi công an tấn công vào thôn Hoành vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Trả lời đài EFA hôm 24 tháng 2, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết ban đầu cơ quan điều tra thông báo với ông là ông Quang từ chối luật sư, nhưng sau đó lại nói là ông Quang không từ chối. Mới đây, luật sư Ngô Anh Tuấn đã gặp ông Quang tại trại giam khi được cho vào ngồi nghe điều tra viên hỏi cung ông Quang và được trao đổi rất ngắn với ông Quang. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, gia đình của những người dân Đồng Tâm bị bắt đã có mời luật sư và các luật sư có làm thủ tục luật sư, nhưng chưa luật sư nào được cấp quyền bào chữa ngoại trừ ông. Luật sư Ngô Anh Tuấn còn cho biết có thông tin là bên chính quyền yêu cầu Liên đoàn Luật sư hoặc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cử nhiều luật sư chỉ định, trong khi luật sư do gia đình mời thì lại không được cấp thủ tục luật sư. Điều này là trái quy định của luật pháp. Vì vậy, phía các luật sư trong vụ Đồng Tâm sẽ có những văn bản kiến nghị với bên cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội. Vào sáng sớm ngày 9 tháng Giêng năm 2020, chính quyền Hà Nội đã huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, tấn công, trấn áp, bắt giữ một số người dân bị cơ quan chức năng cho là chống đối việc giao đất quốc phòng cho chính quyền. Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã bị giết hại trong cuộc tấn công này. Sau vụ tấn công, Bộ Công an cho truyền thông trong nước biết đã có 22 người dân Đồng Tâm bị bắt giữ với các cáo buộc giết người, chống người thi hành công vụ, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép, v.v. Tuy nhiên, theo người Đồng Tâm, chính quyền hiện vẫn giam giữ 27 người từ hôm 9 tháng Giêng đến nay và gia đình họ không nhận được bất cứ thông tin nào từ người thân của mình. Vì quá lo lắng cho thân nhân bị bắt giữ không tung tích, người dân Đồng Tâm phải tự tìm đến trại giam để gửi đồ thăm nuôi, mặc dù không chắc là người thân của mình có thể nhận. Một người dân Đồng Tâm có thân nhân đang bị công an bắt giam, không muốn nêu tên vì lý do an ninh, nói với RFA hôm 24 tháng 2 rằng bên chính quyền không có bất kỳ một thông báo chính thức gì với gia đình những người bị bắt. Các gia đình phải tự đi tìm địa chỉ các trại giam. Đến đó, hỏi có người nhà mình bị giam ở đấy không, thì bên trại giam nhận là có và cho gửi vào một bộ quần áo mùa đông, một bộ quần áo mùa hè. Mỗi một tháng được gửi tối đa là 1,5 triệu đồng. Khi gửi đồ, gửi tiền thì người gửi có ký vào một giấy xác nhận, nhưng trại giam giữ giấy xác nhận này chứ không đưa cho người gửi một giấy tờ gì, nên gia đình không biết người nhà mình trong trại giam có được nhận đồ mình gửi hay không. Chị Bùi Hồng Minh, con gái của Bùi Viết Hiểu, một trong những người bị công an bắt đi hôm 9 tháng Giêng, đến nay gia đình vẫn chưa rõ tung tích. Nói cách công an trả lời và cho người nhà gửi đồ, gửi tiền khiến chị rất nghi ngờ, lo lắng. Bố của chị, ông Bùi Viết Hiểu, năm nay đã 78 tuổi, vừa bị vết thương chiến tranh, vừa bị đánh, bị bắn. Rồi hôm 25 Tết, gia đình đi tìm kiếm ông, thì được biết ông được chuyển khỏi viện 103 đi đâu không biết, mà nghe nói ông rất yếu, phải ngồi xe lăn, sau đó được lên cáng chở đi. Đến giờ, gia đình cũng không biết ông Bùi Viết Hiểu sống chết ra sao, vì không được gặp. Nhưng khi công an chịu nhận quà thăm nuôi, thì gia đình vẫn phải gửi, dù không biết bố mình đang ở đâu, còn sống hay không. Vào ngày 13 tháng Giêng năm 2020, vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công Đồng Tâm, nhiều cá nhân, tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước và quốc tế đã lên tiếng về việc lực lượng chức năng nhà nước Việt Nam được trang bị vũ khí tấn công vào làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình, bắt đi nhiều người chỉ vì vấn đề tranh chấp đất đai. Hôm 23 tháng 2 năm 2020, nhiều cá nhân, tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước và quốc tế một lần nữa đã lên tiếng về việc chính quyền Việt Nam cho công an tấn công vào làng Đồng Tâm, đồng thời yêu cầu quốc tế điều tra về hành động tội ác này. Tuyên bố nêu rõ, với lương tâm của con người và trách nhiệm công nhân Việt Nam, những người và tổ chức ký tên cực lực lên án việc tấn công, tàn sát, khủng bố người dân lương thiện xã Đồng Tâm. Mọi hành vi xâm hại, chà đạp thô bạo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia phải bị trừng trị đích đáng. Bản tuyên bố cũng yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố và điều tra vụ án giết người, hành hung, bắt người, cướp đoạt tài sản phải bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Những cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập ký tên trong tuyên bố cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc, chính phủ các nước lên tiếng, chủ động cử các phái đoàn chính thức đến Việt Nam điều tra tội ác chống con người của một nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người đại diện Diễn đàn Xã hội Dân sự ký tên trong tuyên bố, nói với đài EFA, cho biết đây là tuyên bố thứ hai về vụ Đồng Tâm. Trong hơn một tháng qua, đã có thêm nhiều tin tức dự kiện cho thấy đây là một cuộc tàn sát thường dân, và bản tuyên bố kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối nhằm mục đích thức tỉnh người dân biết cái quyền của mình, cũng như sự lên tiếng của mỗi một cá nhân là một đóng góp cho sự phát triển đất nước và để cho những tai họa như thế không lặp lại nữa. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, nhiều tổ chức Việt Nam và quốc tế, trong đó có đảng Việt Tân, cùng đứng tên trong một kiến nghị thư yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc điều tra vụ thảm sát Đồng Tâm, quy kết trách nhiệm đối với các viên chức trực tiếp và gián tiếp nhúng tay vào tội ác. Trong lá thư gửi bà Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức cũng yêu cầu Hội đồng Nhân quyền kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do cho tất cả 27 cư dân Đồng Tâm bị bắt giữ tùy tiện trong cuộc tấn công trên, và phải để cho giới báo chí độc lập và xã hội dân sự tự do đi đến Đồng Tâm để tiếp xúc với người dân địa phương mà không lo sợ bị trả đũa.